Yo, hello anh em, chào em, quay trở lại với Top Mobile Games. Và ngày nay chúng ta sẽ đến với cái video dành cho phiên bản Play of the Week mới nhất của Phil Foden. Và Phil Foden ở trong cái phiên bản này thì nó có khác gì với các phiên bản khác của Phil Foden hay không? Và anh em có thể thấy được rằng là mình cũng đang có một cái bộ khung của team câu lạc bộ Arsenal mà chúng ta có thể mua được với giá 900 coin. Ngoài ra thì trong thời gian này, tầm khoảng thời hạn có thể là đến 3 tháng, à đâu, 2 tháng thì anh em cũng có thể là mua được những cái bách của MU hay là Barcelona, Bayern Munich, đều những phiên bản cũng khá là khỏe, được nâng cấp chỉ số lên khá nhiều so với các phiên bản mà chúng ta đã từng mua ở tháng 8 vừa rồi hoặc là tháng 6, không nhớ rõ lắm nhưng mà tầm tháng đấy anh em nhé. Giờ và quay trở lại cùng với Phil Foden thì ở trong cái phiên bản này chúng ta có cái gì thay đổi về Phil Foden? Về mặt chỉ số thì chắc chắn là vẫn là một cái phiên bản mà chỉ số của Foden vẫn rất là cao. So với một cầu thủ mà đá Play of the Week, có cái Play of the Week vừa rồi tuần rất tốt ghi được hat-trick thì chỉ số này là chỉ số mình đánh giá cũng khá là cao rồi. Và đặc biệt là chúng ta cũng có được cái cộng thêm cái skill nó khá là thú vị. Đó chính là skill First Time Shot dành cho Foden. Thì khi mà thêm cái skill này thì khả năng dứt điểm của Foden có lẽ cũng sẽ bén hơn rất là nhiều. Điểm mạnh thì anh em có thể thấy được rằng là đó chính là cái bộ set skill về giữ bóng, dê bóng và xử lý trong phạm vi hẹp, cũng như là về mặt tốc độ nữa cũng rất là cao, balance cũng như vậy. Tuy nhiên thì mình sẽ nói luôn điểm trừ đó chính là về stamina. Thế nên là cái việc mà xếp vị trí nào cho Foden cũng sẽ là một cái điều mà chúng ta rất là băn khoăn. Đá cánh thì lại hơi yếu, đôi khi lại không di chuyển. Và anh em để ý được rằng là những cái phiên bản trước đó của Foden đều là creative playmaker. Vậy nếu như chúng ta để cho Foden đá ở vị trí LWF hay RWF thì Foden có chạy hay không? Câu trả lời là hơi khó để chạy nhưng mà đây là một đường chuyền rất tốt. Ui, đấy là lý do mình đã để cho hiện tại trong video này, đó chính là vị trí SS của Foden đá lệch phải. Và với hy vọng với cái chân trái của Foden thì anh ấy có thể cắt inside và dứt điểm nó dễ dàng hơn. Chúng ta tận dụng được tốt hơn cái first time shot của Foden. Có cái first time shot rồi thì chúng ta đá nó cũng dứt điểm cũng tự tin hơn rất là nhiều. Jesus truyền cho Foden. Foden thì bạn phòng ngự rất hay trong tiếng vừa rồi. Tí nữa thì chúng ta cũng đã có bàn thắng cùng với cả Foden rồi. Về mặt truyền trọt thì truyền ngắn khá là ok, truyền dài thì có lẽ là chỉ số 79 nó cũng vừa đủ thôi. Đương nhiên cũng có thể tung ra cái cú truyền từ cánh, nó cũng rất là hay khi mà anh em để cho vị trí đá LMF chẳng hạn. Đấy thì truyền từ cánh vào với Foden thì nó cũng có cái độ chính xác khá là cao. Và nếu như anh em đang có cái bộ khung của Man City thì gặp của Hà Lan đánh đầu rất là phê đấy. Một cái điểm mình không thích đó chính là về khả năng xoay sở của Foden. Có cái cảm giác được rằng là Foden cái phiên bản này đáng chẳng khác gì Foden ngoài đời. Thì cái cảm giác Foden dê mình luôn thấy là nó có gì đó hơi chậm. Và đương nhiên là còn tùy vào các chiến thuật, nhưng nếu anh em đá possession game thì có lẽ mình thấy sẽ là dê hơi chậm một chút. Và nếu chúng ta đá các cái chiến thuật như là kick quick counter hay là chơi long counter ở cái phiên bản này Play of the Week anh em nhé, thì mình nghĩ là sẽ đá dễ hơn khi mà Foden sẽ chủ động chạy hơn nhiều hơn. Đấy, anh em cũng không phải là pass and move như mình. Đấy, nói chung là cái đấy thì chúng ta cũng sẽ phải là suy tính thế nào cho nó hợp lý. Còn mình thấy là phiên bản này tôi cũng, đây là lần đầu tiên tôi cầm Foden thì tôi thấy dê hơi chậm so với những cầu thủ mình đã từng đá với cái style prolific winger. Bởi vì là cái bản này thì Konami chỉnh cho là prolific winger nên chúng ta thấy được rằng là cần phải di chuyển như một tiền đạo chạy cánh đích thực. Thế nhưng mà Foden cũng chưa thấy có điều đó. Có lẽ vẫn là ảnh hưởng của AI Creative Playmaker, mình cũng không rõ. Nhưng khi mình xếp vị trí LWF hay RWF thì chọc khe cho Foden cũng không có chạy. Đấy. Và đôi khi ở cái vị trí nó hơi khó để chúng ta có thể chuyền cho Foden. Thì anh em có thể cân nhắc, anh em đá, anh em biết thế nào thì anh em có thể comment phía dưới. Ngoài cái first time shot được cộng thêm ra thì cũng không có thêm cái skill nào khác cả. Và chúng ta vẫn không hẳn là có quá nhiều skill đâu. Nó vẫn là những cái bộ skill mà chúng ta đủ dùng thôi. Như là double touch để dễ hơn này, cut behind turn để ngoặt vào dễ hơn này. Về mặt truyền thì đủ nên là nói chung là truyền với Foden thì mình thấy cũng khá là ok. Saka truyền cho Foden. Foden đâu, chưa được, trận này hơi khó, thực sự anh em, trận này hơi khó luôn. Và một cái nữa đó chính là cái tần suất sử dụng chân không thuận, cũng như cái độ chính xác chân không thuận là không được cao cho lắm. Thế nên là chân phải của Foden có lẽ cũng sẽ làm cái vấn đề khi chúng ta dứt điểm. Rồi, ôi rồi, khó nhỉ. Và
đây là tất cả những gì mà mình thấy được từ Foden thông qua cái bộ chỉ số. Còn về di chuyển thì có lẽ là việc đá pass and move ấy, thì đôi khi nó sẽ có những hạn chế khi mà tốc độ không hẳn là quá nhanh đâu. Và Foden cũng hay giật xuống nữa, kể cả đá vị trí SS như thế này thì cũng rất là hay giật xuống để nhận bóng và phối hợp đá như là một vị trí creative vậy. Jesus, để nói rằng là có ăn đứt những cái phiên bản của các cầu thủ khác ở những cái Play of the Week tuần vừa rồi hay không, thì mình nghĩ là có lẽ nếu anh em không có quay được ra Foden thì cũng không sao. Trong trường hợp anh em đã quay được ra những cái cầu thủ mà rất xịn ở những cái box lần trước rồi, còn nếu không quay ra Foden thì cũng không phần phải buồn. Đây rồi, Foden, double tut, cửa lòng đi. Đấy, cái cảm giác cú sút đấy thì cửa lòng nó không hẳn là quá xoáy, nhưng mà đương nhiên là sút này cũng khá là đơn giản, cũng không quá khó. Nhưng mà cá nhân mình thấy cái tình huống vừa rồi chúng ta sút nó cũng không phải là quá xoáy. Và nếu như mà thủ môn bay người tốt hơn thì có lẽ là vẫn sẽ chặn cái cú sút đấy. Đấy thì anh em cũng sẽ phải cân nhắc về khả năng dứt điểm của Foden. Cũng không có long range curler, cũng không có outside curler để mà so với những cái phiên bản trước đây của rất nhiều các phiên bản khác, thì có lẽ là Foden vẫn đang thiếu một cái gì đó. Foden dứt điểm. Ồ, rất căng đấy, rất hay, rất kiểu Foden nhưng mà không vào, hơi tiếc. Mà thực ra anh em có thể thấy được rằng là cái cách di chuyển nó rất là Foden. Và nếu để Foden đá một cái gì đó nó tự do hơn thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn là anh em xếp hẳn vào cánh. Đấy là lý do mình để cho SS đá tự do luôn. Mà anh em có thể chú ý đến về cái mặt chiến thuật nha, là possession hay là long ball hay là quick counter. Đây sẽ là pha phản công của team bạn, rất nhanh. Ôi rồi, ui rất nhanh này, Son Heung-min, Frankie de Jong, team bạn không có Foden à? Mbappe, Son Heung-min. Ô, Mbappe, gì đấy? Trời ơi, những pha bóng mà nó thể hiện cái độ ảo là rất cao của team bạn. Nhưng phải công nhận là những pha phản công là rất sắc nét, đường chuyền là sắc nét lên phía trên. Foden còn mới chỉ kịp ghi có một bàn, mới tạo ra một chút ấn tượng mà team bạn đã cho một gáo nước lạnh rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Pha cản phá của Ben White vô tình làm thành một đường chuyền quá hay cho Mbappe. Hy vọng chúng ta sẽ ghi bàn cùng với Foden, chứ không thua là mệt đấy nha anh em ơi. Party chọc khe cho Jesus, thoáng rồi, Foden đâu? Và anh cũng thấy được rồi đấy, Foden đá thấp xuống phía dưới như thế này thì có lẽ những cái pha mà chúng ta với cái chiến thuật hiện tại mình đang chơi là possession nhé, thì những cái pha mà băng lên như kiểu có poacher là không có đâu. Nhưng đây là Foden, quá may mắn mà đó là Foden. Vâng, ít nhất là first time shot cũng đã hoạt động tốt ở trong cái tình huống này. Đấy là điều mà chúng ta phải công nhận với Phil Foden. First time shot thực sự hoạt động vẫn rất tốt cùng với Foden. Những cái pha dứt điểm một chạm nó là tốt. Double tut, truyền tốt rồi. Foden đâu, dậy đi Foden, Saka, Foden, Foden đây rồi, truyền cho Saka, ngoắc cái chân, ôi giời ơi. Một đường truyền mà ngoắc cái chân của Saka nhưng vẫn là Foden, dê đi, ôi, yếu lực rồi, đó thì đấy cũng là vấn đề của Foden, stamina. Đá thế nào để hiệu quả của Foden thì mình nghĩ là, một cái phương án super sub tung vào tiệp 2 có lẽ nó sẽ có lợi thế hơn dành cho anh em. Đá từ đầu thì có lẽ là anh em cũng sẽ phải là thực sự là dê bóng, phải mượt mà với Foden đấy. Dê sút, ôi ok. Và đó cũng là trận đấu như video rất nhanh của Phil Foden ở trong cái thời điểm này. Để mà nói là Foden có hay không thì có lẽ với anh em fan Man City mình nghĩ là Foden vẫn có thể sử dụng được. Ngoài ra thì với cái việc mà chúng ta sử dụng vị trí nào thì có lẽ là mình recommend cho anh em vị trí SS nó sẽ ok hơn. Và chiến thuật thì có lẽ là long ball counter hoặc kick counter thì chúng ta cũng sẽ tận dụng tốt hơn cái phiên bản này. Ok, và đó cũng là video dành cho Foden. Đừng quên like, subscribe, YouTube ủng hộ Tham Game. Xin chào và gặp lại. Peace.